Cũng là Manchester United, nhưng mà nó lạ lắm. Liên tiếp là những bữa tiệc bàn thắng, liên tiếp là những màn trình diễn và thẳng mặt Ten Hag. MU đã dành tặng cho Van Nistelrooy một màn chia tay không thể hoàn hảo hơn. Chelsea Old Trafford đêm qua, Quỷ Đỏ một lần nữa lại biến Leicester thành biệt tập bắn. Và cách mà dàn sao áo đỏ tạo nên chiến thắng thực sự khiến người ta phấn khích. Trước ngày kỷ niệm trận đấu thứ 250 khoác áo Manchester United, Bruno Fernandes lập siêu phẩm từ ngoài vòng cấm, mở đầu cho bữa tiệc bàn thắng thắp sáng nhà hát. Cơn ác mộng của bầy cáo kéo dài đến tận cuối trận, thời điểm Garnacho nối gót Bruno khi tiếp tục vẽ nên một bàn thắng gây ngỡ ngàng khác. Màn thăng hoa bay bổng như kéo lại niềm tin cho người hâm mộ. Ai cũng vui, ai cũng sung sướng. Duy chỉ có một người buồn. Ở đầu cầu Hà Lan, Erik ten Hag có lẽ chỉ biết bất lực mà nói: các trò mà đá thế này thì thầy đã không phải đi xa rồi. Vậy trên sân Old Trafford, Manchester United đã thi đấu thăng hoa thế nào? Tất cả những điểm nhấn đáng chú ý nhất sẽ có trong video ngày hôm nay. Trận đấu tạm quyền cuối cùng của Ruud van Nistelrooy, và chúng ta có gì nào? Cú đúp tỏa sáng trước Pau Gasol đã giúp Amad Diallo chiếm được lòng tin của Van Gaal, đồng nghĩa đá Garnacho lên ghế dự bị. Công thức hai đồ tể ở giữa sân, Casemiro và Ugarte vẫn tiếp tục được sử dụng. Cùng với đó là sự trở lại của cặp trung vệ Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez ở hàng thủ. Người hâm mộ MU rất hy vọng sẽ được chứng kiến một màn chia tay đẹp của Van Gaal. Trong đó có không ít người vẫn níu kéo hy vọng rằng huyền thoại năm nào sẽ ở lại. Xem chừng Leicester không muốn phá bĩnh tiệc chia tay tại Old Trafford, bởi trong những phút đầu tiên họ nhập cuộc như thể chưa ăn cơm mà đã ra sân. Manchester United hoàn toàn nắm quyền chủ động trong 20 phút đầu tiên nhờ cấu trúc đội hình tổ chức khá tốt. Cặp tiền vệ trông có vẻ công nhân ở giữa sân với sự có mặt của Casemiro và Ugarte. Nhưng không sao, Quỷ Đỏ lại sở hữu cặp hậu vệ cánh biết xử lý bóng. Mỗi khi tổ chức lên bóng, cả Diogo Dalot và Masraoui thường xuyên bó vào trong để giúp bộ đôi trung vệ có thêm lựa chọn chuyền bóng. Bên ngoài đường pitch, Van Nistelrooy vẫn hò hét chỉ đạo đầy máu lửa, hình ảnh mà cổ động viên dần trở nên quen thuộc trong những trận đấu vừa qua. Van Nistelrooy đã không phải đợi lâu để nhận được món quà đầu tiên trong ngày chia tay, và người tặng quà một lần nữa lại là một trong những ngôi sao chơi tệ nhất dưới thời của Ten Hag hồi đầu mùa. Bruno của chúng ta có bóng ở cánh trái, đập nhả một chạm đầy ăn ý với Amad Diallo, và rồi khoảnh khắc kỳ diệu đã đến. Một pha cứa lòng hết sức đẳng cấp đưa bóng đi đập đất khó chịu, khiến thủ thành Leicester City hoàn toàn bó tay. Bruno đưa MU vượt lên dẫn trước. Càng ý nghĩa hơn nữa khi trận đấu đêm qua chính là lần thứ 250 tiền vệ người bồ khoác áo Quỷ Đỏ sau hơn 5 năm vui buồn lẫn lộn tại Old Trafford. Trước đó, chúng ta cũng cần dành một tràng pháo tay cho pha giật gót rất cảm giác của Diallo, đánh dấu pha kiến tạo thứ tư cho MU sau 10 trận đá chính ở ngoại hạng Anh. Thành tích này thậm chí còn vượt mặt cả Antony, người có vỏn vẹn 3 kiến tạo thành bàn sau 38 trận xuất phát từ đầu. Cầu chờ Old Trafford như mở hội, soi rọi ánh đèn sân khấu cho những nghệ sĩ áo đỏ trình diễn. Mãi đến phút 28, đội khách Leicester mới thực sự có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Trong một thoáng mất tập trung, hàng thủ của MU để Wilfried Ndidi thoát xuống đối mặt chống trải. Nhưng chuyện gì khó đã có Onana lo với pha cản phá cực kỳ kịp thời. Sức ép sau đó vẫn được Manchester United duy trì khi khối đội hình Leicester chủ động chơi an toàn, hầu như không cho thấy nỗ lực pressing nào lên hàng thủ Quỷ Đỏ. Thiên thời địa lợi và nhân hòa, đoàn quân của Van Gaal càng đá càng thăng hoa, và rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 38, từ đường tạt bóng của Masraoui, Bruno là người băng vào trong vòng cấm nhanh nhất để rồi ghi bàn theo phong cách không thể khôi hài hơn. Thủ quân của Quỷ Đỏ đánh đầu nhưng hụt bóng, khiến bóng đập vào đầu gối, rồi sau đó tiếp tục bay trúng người hậu vệ Leicester, đổi hướng đi vào lưới. Số trời đã định, bàn thắng nhân đôi cách biệt cho MU giữa những cái chống nạnh bất lực của dàn hậu vệ đội khách. Cổ động viên Quỷ Đỏ lập tức bùng nổ phấn khích với kết quả đẹp như mơ ngay trong hiệp 1. Ai cũng vui, chỉ có một người buồn. Từ tận đất nước Hà Lan, Ten Hag có lẽ xem mà chỉ biết ứa nước mắt rồi lẩm bẩm: tụi bây mà đá thế này thì thầy đã không phải đi rồi. Đặc biệt là nhân vật chính Bruno, màn trình diễn thăng hoa của người đá băng đội trưởng MU cứ như thể và đôm đốp vào mặt thầy 10. Thầy đã ra đi, nhưng di sản của thầy thì vẫn còn đó. Đó là một Garnacho trầm ngâm trên ghế dự bị và nhìn Diallo thăng hoa. Tại sao đá đến cỡ này mà Ten Hag vẫn không trao cơ hội thường xuyên hơn cho sao mai người bờ biển Nga? Cả cầu trường Old Trafford đã phải đứng dậy, ôm đầu tiếc nuối cho pha xử lý của Amad Diallo vào phút cuối hiệp 1. Cú ngoặt vào trong vượt qua cả ba hậu vệ Leicester, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi trúng vào vị trí của thủ thành bầy cáo. Một hiệp 1 không thể tưng bừng hơn của chủ nhà, hứa hẹn sẽ còn rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ phía trước. Tuy nhiên, có vẻ lợi thế dẫn trước hai bàn đã cho các cầu thủ MU cảm giác an toàn. Hiệp 2 bắt đầu với thế trận chủ động hơn cho Leicester City.
những cơ hội cũng bắt đầu đến với đội khách. Cú dứt điểm cực căng của Jordan Ayew khiến cổ động viên Quỷ Đỏ có một phen thót tim. Bóng đi hiểm vào góc gần, nhưng trong khung thành họ vẫn có một Andre Onana rất tỉnh táo. Xét về tổng thể, Leicester đã có một trận đấu hoàn toàn thất vọng. Ngoài một vài pha hãm thành mang tính tự phát và hiếm hoi, họ hầu như vô hại với hàng thủ của MU. Công lớn nhất đó chính là sự chắc chắn của cặp đôi Casemiro và Ugarte ở trung tuyến. Kể từ ngày Ten Hag chia tay Old Trafford, thật bất ngờ khi Casemiro thi đấu như thể đang hồi xuân, trong khi người đá cặp Manuel Ugarte cũng đã cho thấy sự tiến bộ trong thời gian qua và dần hòa nhịp với môi trường bóng đá. Rất nhiều lần tân binh người Uruguay đều có mặt trong điểm nóng để kịp thời giải vây cho Manchester United. Cách chơi mang dáng dấp của một máy quét đúng nghĩa, dẫu cho dấu hỏi về khả năng chuyền bóng vẫn còn ở đó. Trong khi các ngôi sao của MU đang thăng hoa, thì Marcus Rashford lại có một ngày thi đấu nhạt nhòa. Tiền đạo người Anh hoàn thành vai diễn mất tích ở phút 57 sau quyết định rút ra khỏi sân của Van Gaal để nhường chỗ cho Garnacho. Không mất nhiều thời gian thì sao mai người Argentina nhanh chóng để lại dấu ấn khiến người hâm mộ không thể nào quên. Phút 71 xuất phát từ pha phản công, Garnacho được đặt vào khoảng trống mênh mông và có thừa thời gian để xử lý, nhưng cuối cùng chỉ khiến người hâm mộ bật cười bằng tình huống dí bóng vụng về khiến cơ hội vụt qua đáng tiếc. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, trong một pha bóng khó hơn rất nhiều, Garnacho lại khiến người ta không tin nổi vào mắt mình. Khi phía trước là rừng hậu vệ, sao mai 20 tuổi bất ngờ tung ra cú cứa lòng chạm tới hai từ hoàn hảo, bóng găm thẳng vào góc chữ A và pha bay người của thủ thành Leicester chỉ càng làm nền cho siêu phẩm này. Sau cú xe đạp chồng ngược cosplay Wayne Rooney, đây sẽ là một khoảnh khắc kinh điển nữa đối với sự nghiệp của Alessandro Garnacho. Ông cháu 2K4 khiến người hâm mộ MU không khỏi ngán ngẩm với nhiều pha xử lý tối tăm. Nhưng lạ thay, cậu luôn có một cái duyên đặc biệt với những bàn thắng rất đẹp. Siêu phẩm của Garnacho cũng chính thức kết liễu bầy cáo và khép lại chiến thắng tưng bừng cho Quỷ Đỏ. Kể từ ngày Ten Hag ra đi, ở Manchester, hai đội mờ đỏ và mờ xanh cứ như đổi chỗ cho nhau vậy. Nhân vật chính trong màn đảo lộn này không ai khác ngoài Van Nistelrooy. Và cuối trận, Van Gaal tiến đến khán đài Stamford Bridge, đứng lặng một hồi lâu trước biển người áo đỏ. Họ cùng dành những tràng vỗ tay tri ân cho huyền thoại năm nào. Một quãng thời gian dù ngắn nhưng đầy đáng nhớ. 4 trận Van Gaal cầm quyền, MU bất bại với 3 chiến thắng, ghi tới 13 bàn. Thêm 3 điểm nữa cho Quỷ Đỏ trên bảng xếp hạng, hiệu số cũng đã về 0 và cơ hội để áp sát top 10. Tất cả đang chờ Ruben Amorim về tiếp quản, một kỷ nguyên mới lại được mở ra, thắp lên những hy vọng mới. Phần còn lại của mùa giải năm nay, MU rõ ràng rất đáng xem.